Xin hỏi là cao trăng ngâm rượu thì có tác dụng gì ạ? Rượu cao trăng có tác hại gì hay không? Em muốn ngâm rượu cao trăng cho chồng uống để giảm sinh lý có được hay không ạ? Chào bạn, cao trăng là một loại động vật được nấu từ thịt trăng và xương trăng. Hiện sản phẩm cao trăng cũng có hai loại, đó là cao xương trăng và cao trăng toàn tính. Theo kinh nghiệm dân gian thì cao trăng là một vị thuốc bổ, có tác dụng giúp bồi bổ cơ thể, nâng cao thể trạng và cân nặng, điều trị bệnh đau nhức xương khớp. Cao trăng thường được sử dụng để ngâm rượu. Rượu cao trăng vừa có tác dụng bồi bổ lại giảm đau nhức xương khớp rất là tốt. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý là rượu cao trăng toàn tính thì có thể làm ảnh hưởng xấu đến sinh lý của nam giới. Nếu sử dụng nhiều thì có thể gây liệt dương. Chính vì vậy nam giới nên cân nhắc khi sử dụng cao trăng toàn tính. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.